Nhìn những đỉnh núi kia đi, con có thấy những con quỷ chôn khổng lồ mà con hằng yêu thích không? Không, nó là núi bố ạ. Nó không chỉ có núi đâu, nó là quỷ khổng lồ. Bố nhìn nó xem nó giống cái gì? Người ta bảo thấy thì mới tin, nhưng cái này con phải tin thì mới thấy. Ok, con vẫn chưa thấy. Không phải thấy bằng mắt. Bố biết gì không? Đừng mà bố nghe khó hiểu vờ lờ nhưng mà con vẫn sẽ nhắm mắt lại. Và đó là lần đầu mà Nora Tournament được thấy lũ chôn trong truyền thuyết. Cơ mà đó chỉ là tưởng tượng mà thôi, hoặc ít ra là cô nghĩ vậy. 20 năm trôi nhanh qua một dòng chữ, Nora của hiện tại đã trở thành một nhà nghiên cứu sinh vật tầm có tiếng. Lúc này sau 6 tháng đào lại lấp lấp lại đào, Nora cùng huynh đệ nhận một tin buồn. Nhà tài trợ vô cùng thương tiếc báo tin, hết tiền, đang làm nốt vài xẻng cuối rồi cất bạt đi về. Mai ra đào tiếp, thì Nora đâm phải cái gì đó. Liệu đấy có phải con hàng figure đẹp long lánh của chùm figure không? Không, nó là xương khủng long. Đang ăn mừng vì chiến tích của mình cùng các đồng chí, thì quân triều đình đến, đọc thánh chỉ triệu tập cô về kinh gấp, bởi trong nước đang có biến căng. Và nguyên nhân của cái biến đó đến từ vài ngày trước, khi dự án trọng điểm giao thông quốc gia đi xuyên dãy núi Dover đang thi công thì xảy ra vấn đề. Sau khi cho đục khoét và bonus thêm thuốc nổ, đoàn khảo sát vào bên trong chân núi kiểm tra thì bỗng họ nghe hoảng hốt hốt hoảng, cả bọn gồng cơ đít thít cơ mông chạy cho nhanh, nhưng vận tốc chân người lại chậm hơn vận tốc rơi của đá. Vậy nên thây ở lại hồn đi nhé. Được hai tin tức, hai chiếc phản lực lập tức được điều đi để kiểm tra tình hình. Sau khi lượn lờ quanh đó, thứ họ nhận được là những hình ảnh về những hố sâu khổng lồ, hình như là những dấu chân. Thông tin khẩn cấp được báo ngay cho thủ tướng. Nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, bà liền ra lệnh triệu tập những người có chuyên môn để bàn luận, từ nhà địa chất, khảo cổ, sinh học, thậm chí là cả cô đồng bổ cau và bà thầy gọi hồn để đề phòng thôi. Trở lại với cô nàng Nora, sau khi được đưa đến cơ quan của chính phủ, cô được Isaacsen, cố vấn của thủ tướng, đưa vào cuộc họp, nơi quy tụ toàn tai to mặt nước cấp lãnh đạo của Na Uy cùng với những nhà khoa học hàng đầu của nhiều lĩnh vực. Ban đầu họ cho rằng đây là do những dòng nước chảy xuống khe nứt rồi hòa tan cặn vôi ngầm dưới lòng đất, biến đổi khí hậu, bla 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 những lý do khác. Nora thì kiểu ở đây rõ ràng là dấu chân mà, nhìn kiểu điếu gì thì nó cũng là dấu chân. Trong khi mọi người đang tranh cãi thì cái cô tên Xích này chạy vào thông báo mình đã hack được một đoạn phim trong máy của một người dân, quay lại cảnh xảy ra lúc đó. Sau khi xem đi xem lại, xem tái xem hồi đoạn phim chân thực đến từng giọng hú, thì khoan, tua lại khoảng chừng là đôi giây, Nora thấy trong đống đất đá có cái gì đó lạ lắm, nhìn như một sinh vật khổng lồ. Mặc dù vẫn còn khá nhiều tranh cãi xoay quanh lý do đằng sau vụ việc, nhưng bằng những gì phát hiện được, Nora đã nhận được slot làm cố vấn khoa học và ngay lập tức cùng Isaacson đến làng Lesja, vì ở đó cũng vừa có một biến cố. Đến nơi, họ gặp đại úy Holm, hay còn gọi là Eric, người quản lý ở đây, để trao đổi thêm tình hình hiện tại. Có một thứ gì đó đi qua thung lũng này, bị bóng đêm ghì bàn chân nên qua đây được 20 km thì mất tăm mất tích. Hậu quả là để lại một ngôi nhà bay màu. Chủ ngôi nhà là đôi vợ chồng già và đến giờ họ vẫn chưa tìm lại được sự bình tĩnh. Khi thoát chết trong gang tấc, họ chỉ còn vài ký ức mơ hồ về một thứ gì đó to như quả núi. Khi đó bầu trời đen kịt và không gian rền rĩ tiếng hú, xung quanh lại còn toàn những dấu chân khổng lồ. Thế nên giả thuyết về một sinh vật nào đó lại càng thêm kiên cố. Nhưng lạ cái là khi soi chiếu tia UV để tìm sự sống thì không thấy phản ứng gì. Họ lần đến nơi mà dấu chân kết thúc, cũng chẳng tìm được gì thêm. Hay là sinh vật này biết ngụy trang ẩn thân? Với giả thuyết đó, Nora chợt nhớ về người cha ngáo cổ tích của mình và nghĩ rằng chắc ông sẽ có ích trong vụ này. Tuy nhiên khi họ vừa đến trước nhà, bố cô, ông Tobias đã lao ra với một khẩu súng săn để khè. Ông sợ lại bị đưa vào trại. Chỉ đến khi nhận ra con gái và nghe lời giải thích của cô thì ông mới hạ vũ khí xuống và mặc quần áo. Sau khi nghe những gì con gái kể và tận mắt xem video, thấy thời của mình đã tới. Ông Yasuo đây chính là quỷ núi khổng lồ. 1000 năm trước chúng đã thực sự tồn tại, nhưng do sự xuất hiện của đạo cơ đốc đã ngăn chặn thông tin nên mọi ghi chép về chúng cũng dần bay màu. Đấy là Tobias quả quyết vậy. Nhưng mọi người nhìn không được thuyết phục cho lắm, nên Tobias liền xách ba lô đi chứng minh ngay cho nó nóng. Mặc cho những lời giải thích của ông, tất cả đều chỉ coi ông là một lão già bị lú, đã phơi nhiễm với quá nhiều thuyết âm mưu trên Reddit. Khi đến địa điểm sinh vật kia biến mất, cha của Nora đòi hạ cánh. Sau một hồi hết nhảy nhót rồi hít hà mùi đất cho đến nếm thử cây cỏ, Tobias nhận ra địa hình nơi đây có sự biến đổi lạ lắm. Trong khi hai cha con còn đang thắc mắc thì trên tảng đá phía sau họ có một con mắt to đùng mở ra. Trời ơi, tin được không? Một con quỷ núi khổng lồ bằng đá bằng thạch đứng dậy, khiến cả bọn vội lên trực thăng chạy ngay vào chóng. Và họ may mắn thoát được khỏi con quỷ. Cũng may lần này nó chỉ hú hét chứ không có động thái gì. Mọi hình ảnh về sinh vật này đều được chuyển về trong sự ngơ ngác của các quan. Ngay lập tức nhóm của Nora được triệu tập đến một căn cứ quân sự để họp online với các cấp lãnh đạo. Dù đã được dặn từ trước là đừng nhắc đến quỷ núi khổng lồ, nhưng nhắc là việc của mồm Nora, còn việc nói là vấn đề của cái mõm của Tobias. Kệ cho đối phương có là ai, thì ông vẫn cãi cho bằng được sinh vật kia chính là quỷ núi khổng lồ. Và do chính phủ thực hiện việc đào bới ngọn núi Dover nên đã làm ông ta thức tỉnh, thấy không thể cãi lại được ông bố Nora. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bèn cho người bế ông đi. Nora thì cầu xin thủ tướng cho mình thêm thời gian để nghiên cứu. Tuy nhiên rủi ro là quá cao, nên bà quyết định giao công chuyện này cho bên lực lượng vũ trang xử lý, trước ý định thoát game của con gái.
Tobias dùng cái lưỡi không xương nhiều đường uốn éo để thuyết phục cô tiếp tục. Bởi ông hiểu hơn ai hết, nếu cứ để con người chống đối thiên nhiên thì cái kết đắng sẽ đến với chính con người. Đúng nhận sai cãi xem nào. Thấy lời cha chuẩn không cần chỉnh, Nora đành đồng ý ở lại cùng cha làm ra khoai ra ngô vụ này. Hai cha con nhà Simon liền tìm đến đại úy để xin dăm slot đi cùng. Chúng tôi đến livestream thôi chứ không làm gì đâu. Không được. Thế đến xem thôi nhé. Vì có vẻ là hơi sim nên đại úy chấp nhận, với yêu cầu duy nhất là ngoan, nghe lời, đừng có báo. Chiến dịch bắt đầu, quân đội huy động toàn vũ khí hạng nặng, với mục đích cuối cùng là cho con quỷ núi trở lại với đất mẹ. Trong thời gian đợi nó xuất hiện, hai cha con Nora có vài phút tâm sự về những ngày xưa cũ. Đang cảnh tình cảm cha con ấm áp các thứ, thì đùng cái sinh vật kia thù lù xuất hiện. Sau khi lệnh nổ súng được thông qua, một loạt nào đạn pháo bắn liên tọi vào con quái vật. Hết đội này đến tổ kia tấn công, khiến quỷ núi không kịp trở tay thay quần áo. Nhưng mớ súng đạn này chẳng làm được gì ngoài việc chọc tức con quỷ. Nghe thấy mùi đất gần kề lắm rồi, đại úy lệnh cho anh em bật tốc hành, nhưng chạy đâu cho thoát. Quả này chỉ có sống lại đời khác thôi chứ chạy sao lại. Trong lúc hỗn loạn, Tobias bỗng lao ra, cố gắng đàm phán với con quỷ khổng lồ, và thế là con trôn dừng lại trước mặt Tobias, chứng tỏ nó có trí thông minh. Nhưng đối thủ đã mạnh hơn hổ, lại có đồng đội ngu như bò. Thằng khứa nào đó nổ thêm phát đạn nữa khiến con quỷ lại nổi điên, vô tình sút bay Tobias văng lăn lóc. Vì tuổi đã cao mà dính phải cú chí quá, cụ chết trước khi kịp bấm report, nhưng vẫn kịp để chăn trối cho con gái vài từ khóa quan trọng là cung điện, đức vua, nhà. Trước khi gọi hải quay xe, quỷ núi vẫn dành cho Tobias một ánh nhìn đầy thương cảm. Chắc nó cũng hiểu chân mình đi chơi xa quá. Dù lòng đau như cắt, nước mắt dâng trào, nhưng Nora vẫn phải gác lại để giải quyết cho xong việc đang giang dở của cha. Sau khi đọc lại tất cả những ghi chép của cha về quỷ núi, Nora phát hiện ra giống quỷ núi là chủ kênh anti công giáo, đúng hơn là chuông ở các nhà thờ công giáo. Thần thoại thì nó bảo thế chứ đây là đời thực, đời nào người ta tin mấy cái vô căn cứ này. Nhưng một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại thì kế hoạch được thông qua. Nhờ có đại úy và Isaac Ken nói giúp, nên các cấp lãnh đạo đã đồng ý cho Nora thử dùng chuông để đánh hạ con sinh vật này. Trong khi đó, tại một trung tâm giải trí, có một dư chấn mạnh mẽ khiến bầu không khí vui tươi được xua tan đi, nhường chỗ cho sự xuất hiện của con quỷ núi. Lạ cái, mặc cho sự kinh hoàng của người dân, con quái vật vẫn cứ bình chân như vậy, không hề gây hại đến ai. Nhận được thông tin đó, một tổ đội trực thăng 4 chiếc với trang bị chuông xuất hiện. Ban đầu thì cũng phát huy tác dụng, cho đến khi con quỷ núi sôi máu. Và vì họ bay quá là ngu nên bị đánh hạ từng chiếc một. Nhưng khi thấy một chiếc chuẩn bị rơi xuống đầu một cậu bé, con trôn vội trở tay cứu lấy cậu, và không quên nhe răng khoe vuốt khè cả bọn. Lần sau mà thế là tao không nể biên kịch nữa đâu, trước khi gãi đít vuốt râu đi về. Và sau cuộc tấn công vào khu đông người đến thế, thì ngay cả bầu Đức cũng không thể ngăn cản được cơn khủng hoảng này. Người dân Na Uy thì còn khủng hoảng hơn, vì nó đang hướng tới Oslo, thủ đô Na Uy. Đứng trước một kẻ thù chưa từng gặp trước đây, thủ tướng không chấp nhận cách giải quyết của Nora và kích cô ra khỏi group công việc. Sau cuộc họp của các quan chức cấp cao, họ quyết định sẽ cho di rời dân chúng tại Oslo để thực hiện một vụ phóng tên lửa hạt nhân, giải quyết quỷ núi một lần và mãi mãi. Cư dân thủ đô bèn lục đục di tản, còn binh lính chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị chặn đường con quái vật. Trên đường di chuyển, Nora đọc lại những gì cha cô ghi chép, nhưng vẫn chưa hiểu được những gì ông nói trước khi ra đi. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải hỏi đứa giỏi hơn. Mới nghe qua từ Sinding, Isaac đã cho ngay một câu trả lời là Richard Sinding, lãnh chúa Chamberlain của Điện Hoàng gia. Chắp nối lại những thông tin đó, Nora hiểu ngay ý của cha mình là gì, liền bảo Isaac quay xe đến cung điện ngay và luôn. Nhưng khi vừa mới đến nơi, Nora và Isaac được mấy anh cảnh binh dí súng, yêu cầu quay đầu rồi chim cút nếu không sẽ cho ăn kẹo đồng. Đúng lúc ấy, Sinding đi ra và đón họ vào. Ông đưa cả hai xuống một hang động kỳ lạ dưới bãi để xe và giới thiệu, đây chính là nhà của vua quỷ khổng lồ. Trước đây người ta tin rằng vị vua sẽ gặp nhiều may mắn nếu xây dựng cung điện của mình bên trên nhà của vị vua khác. Và trong suốt những năm tháng cơ đốc giáo hóa Na Uy, vua Olaf đã xóa sổ những vùng đất không phù hợp với đức tin, và họ đã thảm sát toàn bộ tộc quỷ khổng lồ và xây dựng lâu đài ngay bên trên đó. Riêng vua quỷ thì bị dụ tới Dover và nhốt cho đến chết. Bây giờ ông ta đang tìm đường về nhà khi Nora chiếu đèn UV vào bộ xương của quỷ khổng lồ, nhận ra rằng dưới tác động của ánh sáng này loài quỷ núi sẽ thạch hóa. Thứ lũ quỷ sợ chính là ánh sáng mặt trời. Đầu Nora lập tức nảy số, cô cùng Isaac lập tức lên kế hoạch để ngăn quỷ núi lại. Bước 1, cô gọi điện báo cho đại úy biết tình hình, chuẩn bị sẵn sàng cho thiết bị bày binh bố trận. Bước 2, cô cùng Isaac trực tiếp dẫn dụ con quỷ đến đó. Điều kiện cần về trang bị đã có, chỉ cần thêm điều kiện đủ là Sigrid phải hack được vào hệ thống của quân đội để ngăn lệnh thả bom nguyên tử lại nữa là ok. Bởi trước đó thì vua quỷ núi đã tiến vào thành phố, nên thủ tướng quyết định sẵn sàng bắn đầu đạn hạt nhân. Ngay sau khi nhận được tin lệnh bắn bị lỗi, Nora và Isaac nổ máy mở bát, trưng cái đầu lâu của họ hàng vua quỷ ra để dẫn ông đến nơi đại úy chờ sẵn. Nhận thấy dáng hình thân quen, vua quỷ liền bám theo. Có lẽ từng thuộc băng tổ lái phái đua xe nào đó, nên kỹ năng đánh lái úp vỉa của Nora khá là thành thục, khiến vua quỷ muốn đuổi mướt mồ hôi mà vẫn không kịp. Mọi thứ cứ thế thì ok, cho đến khi cái đầu lâu bị tuột xuống đường. Chưa kịp quay lại lấy thì vua quỷ đã đến nơi, cầm trên tay chiếc sọ của đứa con, nước mắt rơi. Nhưng khi ngó vào cửa kính của tòa nhà bên cạnh, thấy hình ảnh phản chiếu của mình,
Vô quỷ chạm và làm nó vỡ tan, làm hốt cả hên đánh rơi vỡ tan cái hộp sọ. Gầm lên trong sự phẫn uất, nó dành cho Nora cái nhìn âu yếm hình tên lửa, quyết dí cô đến tất cùng. Vì nghĩ rằng Nora là thủ phạm gây ra mọi thứ, ngó thấy vô quỷ đã đuổi tới, cả hai phải nhảy ra khỏi xe trước khi xe và người hòa làm một. Khi Nora chuẩn bị thành vong dưới chân vô quỷ, thì đại úy kịp thời đến giải vây, rồi kích hoạt hệ thống đèn UV công suất cao dọi lên người nó, khiến vô quỷ đau đớn nhưng không thể chống đỡ được. Cùng lúc đó tại sở chỉ huy, việc Sigrid hack vào hệ thống đã bị phát hiện. Giải quyết xong vấn đề lệnh phóng, máy bay sẵn sàng vào vị trí cho vô quỷ ăn tên lửa hạt nhân. Nhưng khi phát hiện có dân thường ở vị trí bắn, lệnh phóng lập tức bị hủy. Nhưng bộ trưởng bộ quốc phòng ứ chịu, cứ nhất quyết phải bắn cơ. Này thì bắn này. Trong khi đại úy cùng anh em đang ăn mừng vì chiến thắng, thì Nora thấy có gì đó sai lắm. À không, chỉ có Nora, tất cả mọi người khi nghe thấy tiếng gầm của nó đều thấy có gì đó rất lạ. Hiểu được điều mình đang làm là sai cách, Nora liền tắt mọi hệ thống chiếu sáng, rồi kêu gọi vô quỷ nên quay về núi thì hơn. Nhận ra tấm thịnh tình của con người bé nhỏ, nhưng đã không kịp nữa rồi. Bình minh đã ló dạng, toàn thân vô quỷ bị thạch hóa và đổ xuống. Trong sự thương tiếc của mọi người, để tưởng niệm vô quỷ cũng như nhớ về người cha quá cố, Nora quyết định đặt tên cho ngọn đồi này là Tobias. Nhưng mà này, liệu có còn con trôn nào khác đang ẩn náu ở đâu đấy không nhỉ? Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.